Dakia Tech kính chào quý vị khách hàng thân mến. Thì hôm nay tôi sẽ thay mặt cho Dakia Tech để giới thiệu và quay một cái video test bộ tủ điện sóng sin 1000 VA với các quy Vision 100A cho một anh khách tại Bà Rịa mua để sử dụng lưu điện 4 tiếng cho bơm sục oxy hồ cá cảnh. Thì các bước như sau. Trước khi lắp đặt bộ tủ điện với lại ắc quy, chúng ta ngắt cái CB phía sau bộ tủ điện đi và lần lượt kết nối dây đỏ với cực dương của ắc quy và dây đen với cực âm của ắc quy. Và sau khi đã kết nối, và lưu ý là phải siết thật là chắc chắn. Sau đó chúng ta bật cái CB phía sau bộ lưu điện lên, chờ cho bộ lưu điện khởi động khoảng 5 giây, chờ đến sáng lên, và sau đó bật công tắc nguồn phía trước bộ lưu điện. Và sau hai thao tác này thì bộ lưu điện của chúng ta đã khởi động thành công rồi. Thì bước tiếp theo là sẽ kết nối tại đây tôi sử dụng là một cái bóng đèn sợi tóc, kết nối vào ngõ ra của bộ lưu điện này. Thì hiện tại tôi chưa có cắm điện lưới, hiện tại chưa hề kết nối điện lưới, hiện tại mới kết nối điện bình thôi. Đó, điện lưới đã vào đang là 0 này, điện bình ra đây là 222V. Bây giờ tôi sẽ bật cái bóng đèn lên. Đấy, hiện tại thì mặc dù chưa cắm điện lưới nhưng mà tải của chúng ta đã hoạt động rồi. Thì bây giờ tôi sẽ cắm điện lưới vào để xem thay đổi như thế nào nha quý vị. Này, hiện tại tôi đã kết nối điện lưới vào rồi. Thì điện lưới hiện tại đang là 231V. Điện ngõ ra bằng điện lưới, tại chúng ta vẫn đang sáng. Đấy, bây giờ tôi sẽ làm một cái thao tác để test thử cái chức năng chính của bộ tủ điện, đó là chuyển mạch và kích. Thì bây giờ tôi sẽ rút điện lưới ra. Rồi tôi đã rút điện lưới ra rồi. Hiện tại điện ngó vào trở về 0, điện ngó ra vẫn là 222V. Và tải của chúng ta nãy giờ vẫn hoạt động liên tục, không hề bị gián đoạn, cho dùng hoạt động ở chế độ mất điện hay có điện. Cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi. Thì chọn bộ sản phẩm này của Dakia Tech có giá là 6.400.000 đồng, bảo hành 12 tháng đối với lại bộ lưu điện 1:1 trong 3 tháng đầu và 12 tháng đối với lại ắc quy Vision. Thì để mua hàng thì quý vị vui lòng liên hệ hotline 034 3535 797 hoặc website dakiatech.com. Xin chân thành cảm ơn.